Tử vi ông Đồ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, để tiếp tục luận bàn về vận trình những con giáp sinh vào giờ nào và ảnh hưởng của giờ sẽ ra sao trong cuộc đời họ, hôm nay Tử vi ông Đồ xin chia sẻ và luận giải số người sinh vào giờ Tỵ và những con giáp có vận số như thế nào khi sinh đúng vào giờ này. Vậy giờ Tỵ là mấy giờ? Người sinh giờ Tỵ có đặc điểm, tính cách và số mệnh ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video dưới đây. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu giờ Tỵ là mấy giờ. Thưa quý vị, theo cách tính giờ của ông cha ta ngày trước thì không phải một ngày có 24 giờ như hiện nay, mà là một ngày có 12 giờ, tương ứng với 12 can chi. Mỗi một giờ can chi chính là một giờ âm lịch và bằng 2 giờ dương lịch hiện nay. Theo đó thì giờ Tỵ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 11 giờ sáng. Thời điểm chính Tỵ rơi vào lúc 10 giờ. Khoảng thời gian này là cái khoảng mà loài rắn hiền lành nhất, không làm hại đến con người. Theo cách tính của các cụ xưa thì giờ Tỵ rơi vào khắc thứ 3 vào ban ngày, vào khoảng từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa. Ngoài ra thì người ta còn phân chia giờ Tỵ thành đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ. Đầu giờ Tỵ thì từ 9 giờ đến 9 giờ 40. Giữa giờ Tỵ là từ 9 giờ 40 đến 10 giờ 20. Và cuối giờ Tỵ là từ 10 giờ 20 đến 11 giờ. Người ta phân chia như thế là để dự đoán và xác định xem cũng là giờ Tỵ thì vận số của con người sinh vào cái giờ đó khác nhau như thế nào, vận trình người đó sẽ ra làm sao. Đặc điểm chung cho người sinh vào cái giờ Tỵ, đó là chúng ta sẽ đi vào cái đặc điểm chung của những người sinh vào giờ này. Thường thì những người sinh vào giờ Tỵ họ là người có bản tính thông minh lanh lợi, nhanh nhẹn khéo léo, nó như cái hình tượng của con rắn vậy, di chuyển uyển chuyển và sự siết chặt trong động tác bắt mồi, khiến nó biểu trưng cho sức mạnh. Sự lột da biểu trưng cho sự tái sinh, mềm mại và uyển chuyển, nên họ biết cách làm hài lòng mọi người mà không khiến bản thân phải chịu thiệt. Người sinh vào giờ Tỵ có nội tâm nhạy cảm, hiền lương và nhân ái. Có lẽ vì thế mà ở trong con người này thiếu đi sự kiên định, thiếu chính kiến và không vững vàng về lập trường của mình. Về bản chất mà nói thì ở trong cái tính cách của con người khi sinh vào cái giờ này thì có cả nhu lẫn cương, lúc mềm mại như đang trườn hay là lúc mạnh mẽ như là đang đớp con mồi. Từ thực tế cho thấy thì một điều những cái người mà sinh vào giờ Tỵ này là người có tiềm năng nội lực, nhưng họ ít khi thể hiện ra bên ngoài cho người khác biết. Người mà sinh vào giờ Tỵ không đúng cách thì là người có thể là người ba phải, lật lọng, trời gió theo chiều, gặp ai cũng khen, gặp ai cũng nịnh, khi hết lợi dụng hay là nhờ vả thì lại trở mặt. Tuy nhiên nhờ tính chất này mà họ dễ dàng ngồi mát ăn bắt vả, không làm nhưng vẫn có hưởng lợi. Tính hai mặt của người sinh giờ Tỵ nếu theo chiều hướng tích cực sẽ là tốt đẹp, thuận làm mà trong các ngành giao tiếp, ngoại giao, làm MC, văn nghệ, giới nghệ sĩ, buôn bán, kinh doanh, thương mại. Nhưng nếu tiêu cực, đa nghi, ghen tuông, độc ác, đó sẽ là một khuyết điểm lớn. Do ảnh hưởng của thời điểm ra đời nên người sinh giờ Tỵ là số lợi về đường làm quan, lợi về đường tài lộc. Tuy nhiên để có được những cái lợi đó thì người sinh vào cái giờ này cần phải tập trung rèn giũa bản thân. Hãy có cái tính nhẫn nhịn, khiêm tốn, biết trước biết sau thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Người sinh vào giờ Tỵ dễ thành công với các công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay như là thủ công mỹ nghệ, các việc đòi hỏi tinh xảo như là đục bào mài, những nghề cần khả năng thuyết phục, bình luận cũng rất là hợp với họ. Khi ở vào các tuổi như là 31, 36, 47, 49 tuổi, người sinh vào giờ này cần hết sức thận trọng, Đây là những cái năm mà vận số không tốt đối với người sinh vào giờ này. Về nam giới mà sinh vào giờ này thì là người quyết đoán, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong công danh, sự nghiệp, họ luôn tìm mọi cách để thực hiện hoài bão của mình, thể hiện khát vọng của mình. Tuy nhiên chính vì cái tập trung cho công việc nên họ ít có thời gian chăm lo và quan tâm đến gia đình mình. Về nữ giới thì người phụ nữ sinh vào cái giờ Tỵ là những người biết gánh vác, lo toan mọi việc. Họ vừa cáng đáng lo toan vun vén cho gia đình, vừa trợ giúp chồng trong công việc nên khá là vất vả. Nhiều vấn đề chỉ có thể tự mình quyết đoán và đưa ra lựa chọn. Nhìn chung thì người sinh vào giờ Tỵ không phải là giờ đại phú, đại quý, nhưng cũng có đủ công danh và tiền tài. Cuộc đời bản mệnh gặp khó khăn, trắc trở, nhưng trung vận và hậu vận thì sẽ được hóa giải và tốt hơn. Những người sinh giờ Tỵ sẽ khác nhau qua các khung phân giờ như thế nào. Sinh vào đầu giờ Tỵ từ 9 giờ đến 9 giờ 40, bản mệnh sinh vào cái thời điểm này là lúc trẻ, không quá nổi bật, có thể còn vấp ngã, lận đận trong chuyện tình cảm. Những người khởi nghiệp ban đầu gặp muôn trùng thách thức, thử thách, có lúc tưởng chừng như là phải bỏ cuộc. Càng về sau thì cuộc đời lại càng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Về già thì bản mệnh được hưởng cuộc sống viên mãn, yên ấm, vui bầy bên bạn đời con cháu. Sinh vào giữa giờ Tỵ 9 giờ 40 đến 10 giờ 20 thì người sinh vào cái thời điểm này có vận số may mắn, làm việc gì cũng thành công. Ở lúc khó khăn, bản mệnh có quý nhân phù trợ, bạn bè trợ giúp nên tài lộc dư giả, không phải sầu muộn, phiền não. Tuy vậy, người này vẫn cần tự quản lý chi tiêu, đầu tư hay là tiết kiệm cần cân nhắc cho kỹ. Có như vậy thì thịnh vượng, phú quý mới lâu bền được. Sinh vào cuối giờ Tỵ thì từ 10 giờ 20 thì đến 11 giờ. Bản mệnh hòa hợp với người trong nhà, hòa ái, dễ gần, là người có phong thái và khí chất hơn người. Họ tập nghiệp và lập nghiệp bằng chính cái sức lực của bản thân, ít được cậy nhờ người khác. Lúc mới bắt đầu thì bạn mệnh có phần long đong, lận đận, về sau sẽ gặp được cái cơ hội và mối làm ăn tốt. Những con giáp mà sinh vào cái giờ Tỵ có vận số tốt là Tử Vi Ông Đồ đưa ra được mấy cái tuổi sau đây. Tuổi Thân mà sinh vào giờ Tỵ, Tỵ là thuộc hỏa, khắc chế thân thuộc hành kim. Thị phi nhiều nhưng sự nghiệp quan lộ có quý nhân hiệp trợ, phúc tinh thiên đức cao chiếu, có lợi mà không có hại. Người này lúc thì hạnh phúc, lúc thì khó khăn, công danh tốt nhưng không được lâu dài. Sự trợ giúp của người thân ít, hay phát sinh tranh cãi, đấu khẩu với người khác. Cả đời lên xuống thay đổi trọng đại, thời gian quý nhân nâng đỡ thì phong quang vô hạn, nhưng lúc không có thì vận trình lạnh nhạt, may mắn là không có đại nạn. Tuổi Dậu mà sinh vào giờ Tỵ thì là thuộc hỏa mà khắc chế, Dậu thì thuộc hành kim. Gặp hỏa rèn luyện mà thành tài, tinh thần vững vàng, dồi dào, đạt được những cái thành tựu nhất định. Người tuổi Dậu mà sinh vào giờ Tỵ cả đời có nhiều phen lên xuống, hạnh phúc và khó khăn cũng tồn tại, dễ thành công nhưng cũng thành nhanh thất bại, lấy bại làm kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện, cuối cùng sẽ phát đạt. Ứng với xem xét thời thế thì tùy cơ ứng biến, không kiêu không vội, dù vinh hoa hay là nghèo khổ vẫn duy trì cái thái độ ôn hòa thì mới có thể vững vàng, không đến nỗi thảm bại. Người tuổi Sửu mà sinh vào giờ Tỵ thì quan lộ thông thường, xã giao ổn định, tài lộc vượng. Người này mệnh mang tài khố nên một đời sung túc, phong phú, vận làm quan hanh thông, phú quý song toàn. Nếu ngày sinh, tháng sinh đều tốt thì cuộc đời huy hoàng sáng lạn. Song có một điều là có người đố kỵ, nói xấu sau lưng, phỉ báng hãm hại. Vì mệnh cường thịnh nên không vì thị phi mà đánh mất cái địa vị. Lúc này cần tu thân dưỡng tín, bớt nóng vội, nuôi dưỡng tác phong hài hòa, gần gũi thì mới có thành tựu hữu nghị đoàn kết, loại bỏ chê trách đi. Trên đây là những cái luận giải của tử vi ông Đồ về người sinh vào giờ Tỵ. Qua đó góp phần để quý vị hiểu hơn về người sinh vào giờ này. Đến đây tử vi ông Đồ cũng xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những số tiếp theo.